cá tính, trẻ trung, mạnh mẽ. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Thông Thẹn Thùng của Minh Long Mô Tô đây. Thì đến hẹn lại lên, mình đã trở lại với các bạn đây. Thì như các bạn thấy ở đầu clip, đó là những cảm nhận của người dùng khi mà họ được đầu tiên được chiêm ngưỡng cái em Honda Fit phiên bản 2020 này. Thì đó là một trong những lý do mình tại sao mình làm clip này, mình muốn cùng với các bạn khám phá thử coi á cái em Honda Fit mà phiên bản 2020 này sẽ có gì đặc biệt. Các bạn cảm nhận như thế nào về em nó thì để comment bên dưới cho tụi mình biết nha. Và ở tại Minh Long Mô Tô chúng ta sẽ có những cái phiên bản chính, đó là màu hồng nè, màu đen nhám nè và màu bạc. Thì hai phiên bản này là hai bản deluxe nha các bạn. Thì ở đây bên mình là sẽ có một màu màu đen nhám, nhưng mà tem là tem tem màu xanh chuối. Và bên đây mình là sẽ có một cái màu xanh là xanh nhám. Và mình thấy cái màu đẹp, nhìn ở ngoài mê luôn á các bạn, rất là đẹp. Cái màu xanh nhám này rất là đẹp. Đây là nhập khẩu từ Indonesia nha các bạn. Thôi không có dài dòng nữa, bây giờ đi vô tổng thể và chi tiết xem cái Honda Beat 2020 có gì đặc biệt ha. Khi nhắc đến Honda Vision thì mọi người thường hay dùng những cái tính từ như nhẹ nhàng, thanh thoát và êm dịu. Nhưng Honda Beat 2020 lại mang một cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn trái ngược. Nó góc cạnh hơn, thể thao hơn và năng động hơn. Thì theo như nhà thiết kế công bố thì chiếc Honda Beat này có cái chiều cao yên xe thấp hơn 8mm so với lại chiếc Honda Vision. Và cùng kết hợp với nó là cái hệ thống khung sườn mới, một cái công nghệ mới ESAF, ESAF cho ra cái xe trở nên là nhẹ hơn. Khung sườn này nó được cứng hơn và cũng như là giảm thiểu tối thiểu trọng lượng. Bởi vậy trọng lượng chiếc xe này chỉ ở độ khoảng 89 đến 90 kg, nhẹ hơn đời trước tới 93 kg. Mình thấy điều khiển chiếc xe này rất là dễ chịu, nhẹ nhàng, êm dịu. Rồi, đó là về phần tổng thể của cái em Beat 2020 này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem chi tiết từng bộ phận của em Beat 2020 này có gì đặc biệt nha. Vẫn như thường lệ là cái phần góc lái. Thì mình đánh giá cái ghi đông của chiếc Beat 2020 này không quá dài, rất là gọn. Ở bên đây là mỗi cụm đồng hồ. Và bên tay trái mình là sẽ có một nút code pha, nút kèn, xi nhan trái phải. Bên phải mình sẽ là nút Idling Stop. Thì đây là một cái phiên bản là CBS Idling Stop. Nó dòng Beat này có hai phiên bản nha các bạn. Một cái dòng, một phiên bản là CBS thôi, không có Idling Stop. Thì ở Minh Long Mô Tô hiện tại đang có cái dòng là vừa có CBS và vừa có Idling Stop. Mà bởi vì xe này là xe nhập nên chúng ta sẽ không có cái công tắc đèn ở đây. Và chúng ta sẽ có một cái nút đề máy ở đây. Cái đồng hồ này được kết hợp giữa analog và đồng hồ LED. Analog sẽ báo cho các bạn biết là vận tốc nè. Và LED là báo xăng và báo odo. Đồng hồ này sẽ không có nút tinh chỉnh nha các bạn. À, một cái điểm hay ở đây là nó có nút eco. Một cái chỉ báo eco này ở đây. Thì á, đây là phản ánh cái thói quen chạy của người điều khiển. Khi các bạn để đều ga ở khoảng 20 km thì cái nút eco này nó sẽ hiển thị lên, báo hiệu là người điều khiển đang điều khiển trong cái trạng thái là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng còn mặt khác, nếu các bạn cứ sốc ga liên tục, nhồi ga, sốc ga liên tục, giảm ga liên tục thì nút eco này nó sẽ không báo lên, bởi vì bạn đang điều khiển rất là tốn rất nhiều nhiên liệu. Đấy là cái điều đặc biệt mà mình thấy có trên cái chiếc Beat 2020 nè. Ok, bây giờ chúng ta đi xích xuống chút xíu để xem coi dưới đây nó có gì nhé. Ở đây chúng ta như mọi người đang kỳ vọng là một cái Smart Key ở đây. Tuy nhiên em Beat 2020 thì vẫn dùng ổ khóa cơ truyền thống. Vẫn ổ khóa cơ truyền thống với nút mở yên ở bên đây. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc rất là tiện lợi ha. Ở cổng sạc là 12V 1A. Thì các bạn có thể dùng nó, nhưng mà các bạn phải mua cái đầu chuyển nha. Các bạn giống như là của xe hơi vậy á các bạn. Các bạn phải mua cái đầu chuyển ra USB. Thì các bạn có thể dùng cái đầu này để sạc điện thoại nè, sạc camera hành trình. Ở đây chúng ta sẽ có một hộp để đồ. Mình thấy rất là tiện lợi. Theo như trải nghiệm của mình thì những chiếc xe mà nó có những cái hộp để đồ này là rất là tuyệt vời. Nó rất là tiện luôn á. Mình có thể đổ nước rửa tay nè, mắt kiến nè, hay là những cái vật linh tinh ở đây. Rất là mình thấy đánh giá cao cái hộp để đồ này. Ước gì nó lại có thêm cái hộp bên đây.
Nhưng mà không được, nếu có học bên đây thì chắc phải thiết kế lại cái đồ sạc này. Nghe. Đó là cái phần góc lái. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đằng trước xem coi cái hệ thống đèn chiếu sáng chiếc xe này như thế nào nha. Cái điểm nâng cấp mình thấy là đáng tiền so với cái đời trước là em biết 2020 này á, phiên bản 2020 đã trang bị được bóng đèn chiếu sáng là bóng LED nha các bạn. Để mình bật cho các bạn xem. Đây, bóng đèn LED đây các bạn ha. Nó rất là đẹp, nó cho cái ánh sáng rất là trong nha và rất là sáng. Điều kiện trời mưa và cái điều khiển trời tối rất là tốt. Tuy nhiên, cái điểm trừ ở trên em này là có vẻ như để giảm cái mức giá kinh tế hơn thì nó vẫn sử dụng hai bóng xi nhan là halogen. Mình sẽ bật các bạn xem. Đây. Đây là bóng hay là sợi tóc halogen. Nhưng mà mình thấy cũng không vấn đề đâu. Hơi đúng là không thể so sánh được với đồng LED, nhưng mà mình thấy cũng khá ổn, cũng không đến nỗi. Đấy, đấy là bộ phận đèn chiếu sáng. Còn về phần dàn chân dưới thì mình thấy cái dàn chân dưới này từ cặp mâm cho tới cái thông số của mâm mà thông số lớp thì nó không khác gì chiếc Vario 125 hoặc là Vario đời 2017 vậy đó. Thì vẫn là mâm chữ Y và thắng quanh một piston đến từ Nissin. Và theo có thông số lớp là ở khoảng 80-90 và đến từ cái thương hiệu là Federal của Indonesia luôn nha các bạn. Thì mình thấy cái bánh xe này cũng không có gì đặc biệt, các bạn đã quá quen thuộc rồi, quá quen thuộc với người dùng. Bởi vì nó được trang bị trên chiếc xe Vario 125 cũng như là Vario 2017. À, mâm của chiếc này á, sẽ bởi vì được nhập khẩu Indonesia nên cái mâm là sẽ có chữ là Made in Indonesia luôn nha các bạn. Đây là vỏ không ruột. Ok, đó là về dần chân trước. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần ra làm sao xem coi có gì hấp dẫn ở em này ha. Cái chiếc bô này mình thấy rất là nhỏ gọn nha các bạn. Nhìn rất là nhỏ gọn. Và cái ốp bô làm cũng khá đẹp đó. Nó sẽ có những cái đường giả carbon ở đây. Chúng ta sẽ thấy những cái lớp đan lưới carbon ở đây nè. Nhưng mà chỉ là giả thôi. Và mình thấy những cái góc cạnh này được làm rất là an toàn nha các bạn. Bởi vì cái vỉ bô này rất là nguy hiểm. Khi mà nếu mà không làm tinh tế á, thì nó dễ qua vẹt mà gây chày với lại những người đi đường xung quanh. Thì mình thấy Honda đã làm cái chi tiết này rất là tốt. Ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ nổ thử cái tiếng bô cho các bạn nghe thử coi tiếng bô như thế nào ha. Ở cái phần tiếng bô này các bạn có thể thấy là mình cũng không có quá nhiều điều để nói, bởi vì nó là bô zin và tiếng bô rất là ấm, đặc trưng của dòng Honda. Và theo mình đánh giá thì xe này rất là êm nha các bạn. Mình thấy tiếng máy rất là êm và bô rất là ấm, đúng chất xe zin. Ok, và đó là bô. Mời các bạn đi ra đằng sau này để chúng ta xem cái phần động cơ ở bên đây ha. Ở dàn chân sau này chúng ta sử dụng cái hệ thắng là thắng đùm nha các bạn, và vẫn được là sử dụng cái mâm là 14 inch. Cũng là cái lớp Federal Made in Indonesia. Và cặp mâm chữ V như bình thường thôi. Rất là thân thuộc với các bạn rồi. Và đây là một trong những cái điểm nâng cấp mà mình thấy là khá cải tiến so với cái đời trước. Có nghĩa là đây nó vẫn được sử dụng cái công nghệ động cơ là SOHC cam đơn thôi, với cái dung tích xi lanh là ở khoảng 108 cc. Tuy nhiên á, cái hành trình và cũng như là đường kính của piston đã được thay đổi, thì nó đã nâng cấp từ 50 x 55 mm thành 47 x 63 mm. Nhờ cái nâng cấp ở cái hành trình và đường kính của piston thì chiếc Beat 2020 này sẽ cho ra một cái moment xoắn lớn hơn, đó là ở 9,3 Nm tại 5.500 vòng một phút, và cũng như là cái công suất tối đa là đạt được ở khoảng 8,8 mã lực, hay mình nhớ là 8,8 mã lực tại 7.500 vòng một phút, 7.500 vòng một phút. Khá ấn tượng với cái động cơ này. Với một chiếc xe 110 phân khối mà nặng chỉ 80-90 phân khối thì mình sẽ chắc chắn nó sẽ cho ra những cái giải ra rất là bốc nha các bạn. Không thể xem thường nó đâu nha, nhỏ mà có vỏ đó. Ở cái thiết kế của cái Boe này mình thấy rất là gọn gàng ha, nhìn rất là chỉnh chu. Mình thích những cái Boe gọn gàng như thế này, vì á khi mà các bạn có cái thói quen là độ cuộc á, ví dụ như Olin hay là YSS mà có bình dầu ở đây nè, thì những cái Boe gọn gàng vậy á nó sẽ giúp cho lộ cái phuộc đắt tiền của mình ra rất là đẹp. Về bộ phận đèn hậu á thì đèn stop là đèn LED nha các bạn. Đèn stop là đèn LED.
Tuy nhiên là ê, không phải đèn led bạn ơi, halogen thì đèn xài tốt luôn các bạn. Mình cứ ngỡ là nó là đèn led nhưng mà sợ hơi buồn, hơi buồn tí là nó đèn stop này vẫn là đèn halogen, và hai bên xi nhan thì cũng là halogen. Thì mình chỉ có một điều ước là mình ước gì cái này là đèn led thì nó sẽ cho cái tuổi thọ tốt hơn, cũng như là ánh sáng đẹp hơn. Ok, và cái ở đây chúng ta sẽ có cái đèn bắt biển số, đèn biển số ở đây ha. Ok, đó là cái đèn sau của cái em Beat 2020 này. À, còn điều đặc biệt ở đây là các bạn thấy cái tay dắt này không? Nó là dẻo nha các bạn, không phải là cứng đâu nha. Bởi vậy á, nó sẽ tạo ra cái cảm giác rất là thoải mái cho người dùng khi mà dắt xe. Và mình thấy cái điểm này tuy là nhỏ thôi mình, nhưng mà mình thấy là Honda đã hoàn thiện rất tốt ở trên cái mẫu xe Beat 2020 này. Thích, mình thích cái tay dắt này quá. Đây, thấy không? Ok, đó là cái đuôi xe. Và các bạn đã cùng mình khám phá xong từ chi tiết cái tổng thể em Honda Beat phiên bản 2020 này ha. Thì theo đánh giá cá nhân của mình thì mình rất thích cái em này. Vì nó có một cái kiểu dáng, mình thấy nó như là một cái phiên bản thu nhỏ của em Vario 2017 vậy đó. Thì rất là đẹp, thiết kế rất là góc cạnh nha. Mặc dù là nhỏ thôi nhưng mà cũng không quá là lép vế đâu. Và nó rất là nhẹ, mình thích cái thiết kế là nhỏ gọn nè, nhẹ nè, thích hợp đi trong phố nè. Tuy nhiên á, mặc dù 110 phân khối thôi nhưng nó rất là, nó có những cái nâng cấp về đường kính piston thì rất là tối ưu. Và mình nghe nói là chiếc xe này á, rất là tiết kiệm xăng nha các bạn, ở độ khoảng 1,6 lít trên 100 km thôi, quá tuyệt vời. Thì đến thời điểm hiện tại khi mình review chiếc xe này thì mình là vẫn chưa nghĩ ra được cái điểm chê ở trên em Beat này. Tuy nhiên á, về lâu về dài thì chắc phải nhờ các bạn cho mình biết thêm cảm nhận ha. Và nếu các bạn quan tâm về giá bán của chiếc xe này thì giá bán chiếc xe này tại Minh Long Ô Tô hiện đang có giá rất là tốt, là ở là 35 triệu chưa bao gồm giấy tờ xe, 35 triệu để có một chiếc xe nhập khẩu từ Indonesia đấy. Và nếu các bạn quan tâm xe này thì đăng nhập vào click vào cái trang web của Minh Long Ô Tô hay là DM Facebook của tụi mình, hoặc cứ nhắc máy lên điện thoại hotline của Minh Long, sẽ có nhân viên tận tình tư vấn cho các bạn ha. Rồi, mình là Thông Thiện Thu, cảm ơn các bạn đã quan tâm cái clip này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và cũng như là subscribe cho kênh tụi mình. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong clip từ sau.